Ok, xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình lại tiếp tục một con video và chào mừng anh em đã đến với Cường Tài Xỉu nhé anh em nha. Hôm nay mình sẽ làm một con video về lắc bầu cua nha anh em nha. Ở các video trước thì mình đã chia sẻ anh em về cái cách cân cầu, cách xoay cầu ấy, cách xoay cầu và cân bảng như nào anh em nha. Hôm nay mình sẽ cùng chơi xí ngầu nha anh em nha. Cái trò này thì mình cũng vừa mới trải nghiệm ấy anh em ơi. Thì mình giờ vừa mới lót lại cái con lắc xí ngầu, lắc bầu cua này anh em ơi. Đấy, mình cùng nhau chờ nha anh em nha. Thì vẫn như cái cách mà mình đã chia sẻ với anh em ấy, khi anh em mới vào thì anh em cứ chơi nhỏ nhỏ giúp mình nha. Ok anh em ơi. Anh em có thể xem cầu ở trên này này. Đấy, cái mũi tên hình trên này này anh em ơi. Anh em có thấy con trỏ của mình đang di chuyển không? Đó anh em ơi, anh em cùng nhau xem này. Nó đang về nó chưa về cua, có cua rồi nha anh em, nó chưa về gà nha anh em ơi. Anh em cùng nhau đánh gà nha. Anh em mới vào anh em cứ chơi nhỏ nhỏ giúp mình nha. Đấy, anh em chơi để vui chơi giải trí là chính nha anh em ơi. Mình không có gà anh em ơi, không có gà, vẫn chưa về gà anh em ơi. Anh em có thể xem cầu ở trên này này, một loạt chưa về gà luôn anh em nha. Vậy thì mình sẽ nuôi con gà nha anh em ơi. Anh em có thể thấy cái cầu này nó về gà có 15/30 lần nha anh em ơi, số ván 30 anh em ơi. Anh em có thể xem cầu 30 ván mà nó chỉ có về tức là bàn phòng này ấy, phòng này chỉ có bạn mới chơi 30 ván nhưng về gà mới có 15 lần nha anh em nha. Ok, mình sẽ đánh gà nha anh em nha. Mình có thể nuôi gà nha. Anh em cũng có thể đánh nhiều con cùng một lúc để anh em gỡ nha. Đây mình sẽ nuôi gà thôi. Mình đánh vào tôm này anh em nha, nhưng mà không kịp thời gian mất rồi. Ok, cùng nhau mở anh em ơi. Vẫn chưa có gà anh em ơi. Vẫn chưa có gà. Đấy, em có thể nhìn số ván ở dưới này này. Tỷ lệ về gà và cá rất là thấp nha anh em nha. Có 15/31 thôi anh em ơi. Phòng này nó mới chỉ về 15/31 lần thôi. Ok, vậy thì mình sẽ đánh vào cá và gà nha. Mình sẽ nuôi hai con này nha anh em nha. Mỗi con 2.000 đi. Ô, mình bấm nhầm con gà 3.000 rồi. Không sao anh em ơi, mong là nó sẽ về thôi. Mình sẽ cua về rất nhiều anh em ơi. Vậy thì mình sẽ bám thêm 1.000 để về cua hay không. Nếu không về cua thì anh em cũng sẽ mất ít. Và nếu nó có về thì anh em có thể gỡ được một chút nha anh em nha. Nào anh em cùng nhau mở xem nào. Ồ, có gà rồi anh em ơi, có gà rồi. Có gà rồi anh em ơi. Có gà nhưng không có cá, mình đánh vào cua nó không về cua. Như vậy là mình vẫn mất 150k nha anh em ơi. 150k, 150 đồng ấy anh em ơi. Rồi, nó đã về gà rồi anh em ơi. Về gà 16/32 anh em ơi. Vẫn chưa về cá nha anh em nha. Anh em hãy cứ soi về cá, hãy cứ nuôi cá đi anh em ơi. Tỷ lệ về con bầu nhiều nhất nha anh em nha. Bầu cho 20/32 anh em hãy cứ nuôi bầu đi. Hãy đánh bầu ít ít thôi, khả năng là nó sẽ về. Nhưng mà mình muốn đánh vào gà anh em nha. Đây mình sẽ đánh nha. Gà với cá tổng là 6k nha anh em nha. Còn bầu với tôm mình chỉ đánh 1k, tổng là 2k thôi anh em ơi. Anh em hãy cứ đánh như vậy cho mình. Nào cùng nhau xem nào. Vẫn có cua nhưng mà không có. Có gà anh em ơi, có gà có tôm nha anh em nha. Ván này mình cũng như coi như là hòa nha anh em nha. Mình chỉ là mất tiền bàn thôi nha anh em ơi. Nó không đáng kể nha anh em ơi. Không đáng kể. Nó cũng khá là nhỏ thôi. Mình vẫn tiếp tục nuôi cái cá nha anh em ơi. Anh em hãy cứ đánh cá 3k cho mình nha. Cá vẫn chưa về anh em ơi, cá tỷ lệ có 15 thôi. Con hươu và gà nó cũng về bằng nhau anh em ơi. Anh em có thể soi cầu ở trên này này. Về bầu cua tôm cá anh em có thể soi cầu nó dễ dàng hơn tài xỉu anh em ạ. Cua thì cũng rất là ít nha anh em ơi, hãy đánh cua đi. Anh em cứ đánh cho mình, con nào về ít nhất thì em hãy nuôi con đó. Bầu nó vẫn bám mái anh em ơi, hãy cứ đánh bầu đi. Nhưng mà bầu ít thôi anh em ạ. Nào, cùng nhau xem nào. Giờ có gà nữa không? Ồ, mình vừa mở nè. Có gà, có cua. Ôi dồi ôi, mình đánh. Ồ, như vậy là vẫn mất nha anh em nha. À không, không hề mất nha anh em nha.
vẫn được thêm 800 nha anh em ơi, 800 đồng nha anh em ơi. Như vậy mình vẫn gỡ mấy cái tiền bàn của mấy ván kia nha anh em nha. Anh em cứ chơi giải trí đánh nhỏ giúp mình nha anh em ơi. Trò này nó cũng tùy theo may mắn đấy anh em ạ. Mình vẫn cứ nuôi cá nha anh em ơi, mình nuôi cá đi. Đấy, mình thấy cứ nuôi cá 3k đi anh em ơi. Gà thì về 2 lần rồi anh em ạ. Bầu thì vẫn cứ về nha. Ok, lần này mình sẽ đánh thêm hưu một ít nha anh em ơi. À, làm thêm tí con cua đi anh em ơi. Thêm 2k con cua. Ui, hết thời gian rồi anh em ơi. Ồ, mình không đánh bầu anh em ơi, mình đánh hưu đánh cá là chính xác rồi anh em ơi, mình vẫn mất thêm 1k thôi. Không sao cả anh em ơi, như vậy là mình vẫn được 3k nha anh em nha, 3k 750 nha. Anh em hãy cứ soi cầu, anh em soi cầu đi chứ, bầu cua tôm cá rất là dễ nha anh em ơi. Anh em có thể nhìn ở đây rất là dễ. Tỷ lệ về và tỷ lệ chưa về thì nó hiện ở đây hết nha anh em nha. Nó dễ hơn so với soi cầu tài xỉu nha anh em ơi. Mình vẫn cứ nuôi cá với gà nha anh em ơi. Hãy cứ nuôi cá với gà đi. Hai con này là về ít nhất anh em ơi. Hai con này về rất là ít, bầu về khá là nhiều nhưng mà mình vẫn cứ đánh bầu nha anh em ơi. Bởi vì tỷ lệ bầu của nó rất là nhiều luôn anh em ạ. Hầu như là ván nào nó cũng gần như là về bầu hết nha. Liệu có trúng hay không anh em ơi. Ô, hưu mình không đánh tiếc quá anh em ơi. Như vậy là mình đã mất đi 5k rồi anh em ơi. Mình mất thêm 5k rồi. À, mình mất thêm 5k nhưng mà mình đánh 3k vào gà nha anh em ơi. Thì như vậy là mình sẽ còn mất 2k nữa thôi. Như vậy vẫn có thể gỡ được một chút nha anh em nha. Mình vẫn tiếp tục nuôi cá nha anh em ơi. Mình vẫn cứ nuôi cá đi. Tại vì cá nó về rất là ít nha anh em ơi. Mình sẽ đánh cá 3k anh em ơi. Cua chưa về, mình đánh cua nha anh em ơi. Mình sẽ đánh cua và tôm nha. Tôm mình cho 3k, mỗi con 3k nha anh em ơi. Cá, cua và tôm mình đánh 3k nha. Xin mời anh em cùng xem nha. Liệu có được không anh em ơi. Cá này, có tôm này. Ôi, rất là tiếc mình không đánh bầu anh em ơi. Rất là tiếc mình không đánh bầu. Nhưng mà không sao anh em ơi. Ván này là mình được ăn rồi. Để mình được 2k nha anh em ơi. Trừ đi 3k của con cua này là mình mất anh em ạ. Thì trên đây là cái cách mà mình soi cầu bầu cua tôm cá nha anh em ơi. Anh em đánh đánh 9 thì đánh 10 khả năng cũng được 9 8 9 nha anh em ơi. Anh em cứ nuôi những cái con mà nó về ít nhất anh em ạ. Anh em hãy cứ nuôi những con ít và đánh vào những con mà nó về nhiều ấy thì nó cái lượng nó ít hơn một chút nha. Như vậy là bầu mình vẫn đánh 1k nha. Mình vẫn nuôi cá với tôm và gà nha anh em ơi. Đây là những con về ít nhất nha. Mình sẽ đánh cá, tôm và gà mấy con 2k nha. Mình chỉ nuôi bầu 1k thôi. Đó, cá có gà nha anh em ơi. Có hưu mình lại không đánh hưu. Như vậy là mình vẫn mất rồi. Anh em cũng có thể đánh theo bất kỳ cái công thức nào của riêng mình nha. Của anh em nha. Nhưng mà riêng với mình thì mình cứ nuôi những con về tỷ lệ về thấp nhất và đánh những con về nhiều thì nó ít thôi anh em nha. Anh em cũng có thể đánh theo cái cách của mình anh em ơi. Ok, xin cảm ơn anh em đã xem video nha anh em ơi.